2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Rồi. Tiếp theo chúng ta bước lên là chúng ta bước lên này, bước 5 rồi 6 ta bước chạm chân rồi 7 chúng ta vừa xoay, đúng rồi, vừa xoay và vừa để lặp lại rồi. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 và nghỉ ở vị trí tại chỗ. Tương tự là tập thể từ đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 tiếp 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ngưng ngưng. Rồi. Thì quan sát này. Thì đây là một cái kỹ năng này. 5 6 7 à 7 sai luôn. 5 chặn cho là 6, xoáy 7 8 là vị trí 5. À, này. À, khi hiểu đấy là chúng ta sẽ làm đồng đồng điệu và nó nhanh đều hơn. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Tạm thời nha, người chúng ta làm để tạo cảm giác chúng ta tự cảm tự nhiên. Bàn chân từng chân, bảo bước mà. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi, chúng ta có thể làm ngay hơn một chút nha. Đang cấp độ một chút nha. Hãy đón nhịp nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chúng ta cố gắng áp dụng cái hình thái đâu ngoài cái thổ bước nha. Ví dụ 1 chậm chậm 2 cửa ngay chân chân nè 3 and 4 5 6 and thế 2 3 1 2 3 4 5 6 7 lại 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Hoàn toàn cái động tác tay nó còn không tự nhiên hay không làm tự nhiên. One, two, three, four, five, six. 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 Chung là chung cho thật đó, đánh nhịp vậy đó. Được chưa? One, two, three.
4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4 này đúng không? 5 bước lên. 6 là đập cái. 7 xoáy cái. 8 là hình như chỗ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có nghĩa là chúng ta cứ ra không chống mặt ha. Không chỉ mình có xoáy xoay luôn không chống mặt ha. 5, 6, 7, 8. Được chưa? Rồi, chúng ta làm áp dụng luôn nha. Bây giờ chúng ta biết là cái như sau đó chúng ta quay lại ha. Có nghĩa là bằng cái này thôi. Chúng ta có cái như cái lưu sản phẩm. Từ trong quá trình sai ấy là đây nhớ là cái chân tay không mặc chặt. Có nghĩa là nó buông rồi ha. Để mình có cái lực để cho hỗ trợ với cái xoay nha. Tức là mình có quan tâm cái tay nha, quan tâm cái chân. Cái hữu chút của mình nó không. Có 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta làm về đây nữa mình có đà mới chết. 1, 2, 3, 4, cái đà 5, 6, 7, 8. Đó dễ không? Tức là làm chúng ta hát ra phải rõ ràng. Chúng ta bỏ 4, bỏ 8, cái rất là 1. Đánh thức căng thẳng. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S, ra, tăng, E, nhịp tại chỗ. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tại chỗ. Nào. Bao nhiêu thuộc không? Hiểu cái cấu trúc? Học gì? Cho trang, cho trang. Cái này là phần xa đó. Cho trang, cho trang. Rồi, nó giống nhau đúng rồi, giống nhau ha. Nhưng mà cái gì là cái tiết tấu nó khác nhau. Rồi, chúng ta làm lại, chúng ta kết hợp với nhau. Tức là chúng ta có 3 cái phần. Các phần các bạn nha. Rồi. Buổi sau chúng ta sẽ học cái phần phần thứ tư là kết thúc của cái đối thức là cái thứ một đó. Rồi. Cái học này đầu tiên là các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi cái thứ hai là chúng ta cross body nhé, đi nhé. Rồi chúng ta chuyển sang bên ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, đó. Các bạn đi nhận đạp thôi, chúng ta không có đánh giá việc nào lớn quá. Để tầm chúng ta khó nhất là cái khúc bài, cái tay ra. Đấy, cái gì đấy nha. 1, 2, 3, chúng ta thử nha. Phan phan, phan. Mỗi tay để xuống này để cho mình khỏi bị nồng nha. Đúng rồi, rồi. 5, 6, 7 Nào, dễ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cao đặt tiến cao đặt lui cao đặt đặt các bạn xong ha. Xong không thứ hai rồi. Giờ cái thứ ba chúng ta là xoay bên phải. Đó. 1, 2, 3 xoay nghĩ là chỗ. Đó là ba cái. Cái đầu ba cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đó. Cái đầu đúng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đây. Nào, bạn đưa nhạc đó. Rồi. Có 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cái thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rồi, cái thứ 3. Rồi, cái hơi ngược chiều thôi.
Raphaya bằng đó. 1, 2, 3, 4. Cứ này. Cứ trái đúng không? 5, đây không nhìn nhỉ. 5, 6, 7, 8. Do cái này nó có nhịp 4 và 8, chúng ta đa dạng cách đếm. Cho nên là nhiều khi chúng ta hơi cảm thấy nó hơi lận số đếm. Cái đúng bản chất cho nó là 4 tại chỗ và 8 tại chỗ. Nhưng quá trình chúng ta đếm nhanh thì chúng ta phản xạ cái cơ thể là chúng ta bỏ cái ảnh cái 8 cái 4 đi, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, nó có 6 nhịp hết. Nó được cho nó bán, đúng không? Bán nhé, bỏ này. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and nhưng mà đếm nhanh cái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nha. Cái lúc này nó hơi lẫn lộn, nhưng không phải đâu. Nó có cái nhịp nghỉ mà chúng ta biết là nghỉ cái đó. Rồi, cái thứ hai. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, đi ngay nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, nó chậm phải có 4 và 8. Rồi, tiếp theo cái vừa xong là 1, 2, 3, 4. Rồi, cái chân chân, chân trái ra cho đón. Đó, có đầu đó. 4, 5, 6, xoáy nè. À, cái đuối xoáy để chúng ta chuyển ngọt hướng là đập. 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta làm những quy trình nha. Và những ý cái bằng chậm cũng là 4 và 8 đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 7, 8, là nha. 1, 2, 3, 4, đó là 4 tại chỗ nha. 1, 5, gần đây, 6, xoáy nét, 7, 8 tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là đứng nó bằng luôn, chúng ta không có đứng gì nữa, chúng ta 6 thôi. Đây là như vậy. Rồi chúng ta kết hợp với nhau. Và cái bước phần cơ bản. Bước 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bước 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bước 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And. Đúng rồi. And là 8 á. Được thế không? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And, good, and. Chúng tôi đang nhớ các bạn đã lại nha. Chúng ta nghĩ là cũng theo dõi cái video này như sau. Để lột lột lên lúc thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và lúc thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này là có 6, lúc thì có 8. Mà đó chúng ta bỏ cái gì? Thì 4 và 8 mình tập chỗ đi. Vì nhạc nó nhanh, cho phản xạ nhanh. Là lần lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha, ok ha. Rồi, được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha, cứ rõ ràng rồi. Rồi, chưa được thêm cái 4 là cái kia cái 4 đúng không? À, phải dần bước ra, nếu chóng mặt thì dần bước ra ha. Nó làm cho tôi cuối 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang đọc đi cho mình được đấy. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4. À, các bạn phải cao tay lên ha. Cao tay này chúng ta có cái động tác xoáy của nam. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok nhỉ. Kết hợp luôn ha, kết hợp ra, kết hợp tổng hợp luôn, có nhà tự do hơn ha, rõ bước ra, tự do luôn. Cái trật tự thân này là tập trung hợp. Và chính cái khung ra, thao động trong cái sự nghệ thuật, nhưng mà mình cũng có cái sự tích để chúng ta đưa cơ thể cho đi. One, two, three, four, five, six. 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 One, two, three, four, five, six.
Thank you.
Amen.